Các bạn có thể truy cập vào website của bên maymocminhtri.com để tham khảo thêm những cái mẫu tin tức, bài viết phục vụ trong công việc rửa xe cũng như là sửa chữa xe máy ô tô dành cho anh em chúng ta. Những anh em nào chúng ta là thợ sửa chữa thì cái công việc đòi hỏi phải nâng cao tay nghề là liên tục và cấp thiết. Thì bên Máy Móc Minh Trí với đội ngũ cộng tác viên đăng bài 24/24. Ở đây chúng tôi thì luôn chia sẻ những cái bài viết, video mới nhất phục vụ trong công việc rửa xe hay sửa chữa của anh em. Tài liệu 100% miễn phí hoàn toàn, cả video cũng như là bài viết rất là chi tiết cho anh em rồi nhé. Anh em chỉ cần kích vào website của bên mình là maymocminhtri.com để tham khảo thêm nhé.